Qua nói chuyện tí đàng hoàng không ơi. Mày đang nói nha Em đang chửi lộn với thằng kia chửi anh riết của em. Bỏ đi, nhìn nó đi ông. Đừng lái không, cầm súng. Nóng rồi, thằng này nè. Rồi, tôi nóc được thằng nữa. Rồi, lên kiếm súng nó. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa. Tôi nóc được một thằng. Nhà số 1 đó, nhà bên đó đó nhận. Kẻ vào giết, giết nó. Tôi giết nó một thằng nữa. Còn nào nữa? Hình như còn thằng nữa mà đúng không? Còn thằng nữa.